và trạm giao thông, lộ lượng ma túy lớn trên ô tô. Công an thành phố Hải Phòng ngày 31 tháng 1 thông tin về vụ phát hiện đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy từ tình huống va chạm giao thông. Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 28/1, trong quá trình giải quyết vụ va chạm giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, tổ công tác đội 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng phát hiện lái xe ô tô biển kiểm soát 15A75831 cố thủ trong xe có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đội 2 đã kết hợp công an phường Vĩnh Niệm, công an quận Lê Chân buộc lái xe ô tô ra ngoài trình diện. Danh tính lái xe ô tô là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1984, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng tìm thấy trong người Cường đang giấu 29 viên nén màu hồng nhạt và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng. Qua giám định là 14,68 gram MDMA và 9,07 gram ketamine. Xét công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.